Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những thất bại của Tô Lâm trong chuyến đi Mỹ vừa qua Ngày 25 tháng 9, tác giả Nguyễn Hữu Vinh trên AFA blog có bài bình luận Món quà không được giá Tác giả cho rằng, ông Tô Lâm đã có dịp may hiếm có để được mang danh là Tổng bí thư Đảng Cộng sản đi họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhờ vào việc kiêm nhiệm chủ tịch nước Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Hữu Vinh AFA Theo tác giả nhân dịp này, Tô Lâm quyết lên đường đi Mỹ, sang tận hang ổ của bọn tư bản giải chết, để hiện thái độ sòng phẳng mẹ nó sợ gì. Mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vạch ra tác giả Mỹ Mai những thất bại liên tiếp của thời đại Nguyễn Phú Trọng mà cái gọi là chống tham nhũng được đưa ra như một sự nghiệp vĩ đại của đảng. Tô Lâm gặp được thời cơ để leo lên chức vụ cao nhất trong hệ thống. Thế là từ một tay chuyên nghề chém giết, bỏ tù, bắt cóc và ám sát bắt bớ và thảm sát với bàn tay vấy máu dân lạnh và cả đồng chí của mình, tô lâm trở thành người lãnh đạo cao nhất của đảng. tuy nhiên tác giả đánh giá súng đạn nhà tù và cơ chế cộng sản không thể tạo ra một tô lâm với đầy đủ sự chính danh, uy tín và nhất là sự kính trọng khi tiếp xúc môi trường quốc tế. bởi trên trường quốc tế, tô lâm vẫn là một kẻ chịu trách nhiệm trước mọi tội ác và chế độ này đã gây ra cho dân việt và cả những vụ bắt cóc xuyên quốc gia nội danh. Và đây là hình Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tác giả chỉ ra những nhân vật hiện diện trong đoàn dự họp tại Liên Hiệp Quốc do Tô Lâm dẫn đầu, tất cả đều là tướng công an và quân đội. Điều này cho thấy đặc trưng của hệ thống chính trị kiểu nhà tù ở Việt Nam hiện nay. Đó cũng là một đặc trưng mang đậm bản sắc Tô Lâm. Tác giả nhận xét, dự họp Liên Hiệp Quốc là một nhiệm vụ nặng nề của Tô Lâm, bởi chuyên môn của Tô Lâm xưa nay là bạo lực, súng đạn, là nhà tù và khủng bố, còn việc ngoại giao tiếp xúc với các quan chức, chính trị gia lão luyện thì đó là một bài toán khó. Vậy nên vẫn theo tác giả, trước khi ra đi, Tô Lâm đã quyết định thả một số tù nhân lương tâm trước thời hạn, đó là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng. Việc buộc tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức phải nhận đặc xá dù ông phản đối dữ dội vì không thèm cái đặc xá ấy là điều hết sức hài hước và chỉ có ở Việt Nam những tù nhân ấy đã được biến thành món quà để Tô Lâm mang đi dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc như một sự rửa mặt cho chế độ Cộng sản. Mà ở đó, quyền con người và mọi thứ quyền khác đều được đảm bảo, nhưng chỉ ở trên giấy. Thế nhưng, tác giả đánh giá, chuyến đi của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần này có vẻ như không được hoành tráng và không được rầm rộ như người ta nghĩ. Và đây là hình luật sư Đặng Đình Mạnh, mang biểu ngữ đòi tự do cho Bùi Tuấn Lâm, người bị Tô Lâm trả thù vì nhạo bán ông. Tác giả phân tích về những thất bại của Tô Lâm trong chuyến đi này, cụ thể như sau. Đoàn của Tô Lâm không biến được cơ hội này thành chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, không được bước chân vào tòa Bạch Ốc. Đó là một thất bại. Đến Hoa Kỳ với biết bao đảng phái, biết bao hội đoàn, từ doanh nghiệp đến khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới, nhưng Tô Lâm chỉ gặp gỡ được nhóm đảng Cộng sản Mỹ. Một tổ chức mà hiện nay không còn con số thống kê thành viên đó là một thất bại. Đến Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Việt đông đúc nhất ở hải ngoại, nhưng không hề có cuộc gặp gỡ nào chính thức, đàng hoàng được tổ chức, ngoài các sự thẩm thục kiểu buôn bạc giả của vài tay cò mồi lên tận nơi New York. Và bên ngoài phòng họp của đại hội đồng, thì đồng hương người Việt tập trung đông đảo, dương cờ quạt, biểu ngữ, réo tên Tô Lâm, đòi nhân quyền, tự do cho đồng bào trong nước. Đó là một thất bại. Và xem ra Món quà thả tù nhân lương tâm mà Tô Lâm đem sang Mỹ lần này có vẻ không hiệu quả, bởi người ta biết thừa một điều, thái độ đối với dân chủ, nhân quyền không nằm ở chỗ thả mấy tù nhân lương tâm ấy, đó là một thứ hàng giả và không còn có giá. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Những thất bại của Tô Lâm trong chuyến đi Mỹ vừa qua. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm và nhu cầu cấp bách của cả các thể chế chính trị ở Việt Nam. Ngày 25 tháng 9, luật sư Vũ Đức Khanh đã đăng bài bình luận này về tình hình chính trị hiện nay ở Việt Nam. Bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Asian Society New York ngày 22 tháng 9 đã thể hiện sự thiếu hiểu biết cơ bản về những giá trị mà Hoa Kỳ luôn theo đuổi. Mặc dù ông Tô Lâm nhấn mạnh sự phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ cụ thù đến đối tác chiến lược toàn diện, nhưng ông hoàn toàn bỏ qua những bất đồng cốt lõi về giá trị nhân quyền, tự do và dân chủ. Những vấn đề này không chỉ là những quan điểm khác nhau về chính sách, mà còn là nền tảng của một xã hội văn minh mà Mỹ cùng với nhiều nước trên thế giới đã và đang bảo vệ. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại Asian Society New York. Ông Tô Lâm ca ngợi sự phát triển trong quan hệ đối tác Việt-Mỹ, nhưng ông dường như không thấu hiểu những giá trị mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây coi trọng. Các quyền dân sự, quyền chính trị và nhân quyền không phải là những yếu tố có thể đàm phán hay thỏa hiệp chỉ vì lợi ích kinh tế hay thương mại các giá trị này là cốt lõi của sự thịnh vượng và ổn định dài hạn của bất kỳ quốc gia nào. Nếu Việt Nam tiếp tục né tránh việc bảo vệ và thực thi các quyền này, quốc gia sẽ gặp phải sự kháng cự từ cộng đồng quốc tế dù quan hệ thương mại có phát triển đến đâu. Điều mà thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn nhìn thấy từ Việt Nam không phải là những lời hứa suông hay những lời biện hộ về những thách thức lịch sử. Thay vào đó, thế giới muốn thấy những hành động cụ thể nhằm cải thiện thực tế về tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Lời nói không còn đủ để xây dựng lòng tin hay tăng cường quan hệ đối tác, chỉ có những hành động cụ thể mới có thể thuyết phục được Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ông Tô Lâm cần nhận thức rằng, sự tiến bộ của Việt Nam không thể chỉ dựa vào các cam kết về hợp tác kinh tế và thương mại. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden vào tháng 9 năm 2023. Thế giới đã đủ kiên nhẫn chờ đợi sự chuyển đổi chính trị ở Việt Nam. Nếu Việt Nam muốn tiếp tục hội nhập sâu rộng và thực sự trở thành một quốc gia có tầm bóp trên trường quốc tế, vì cải cách thể chế chính trị là điều không thể bỏ qua. Hành động cụ thể mà Việt Nam cần thực hiện là khởi động các biện pháp để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và các quyền dân sự khác. Chính phủ Việt Nam cần đưa ra một lộ trình rõ ràng, minh bạch cho quá trình dân chủ hóa. Điều này không chỉ đáp ứng mong đợi của Hoa Kỳ mà còn là đòi hỏi của nhân dân Việt Nam, những người khao khát một xã hội tự do hơn, nơi mà mọi công dân đều có quyền tham gia vào việc quản lý đất nước. Việt Nam không thể tiếp tục trì hoãn cải cách chính trị nếu muốn tránh bị bỏ lại trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Một chính phủ mạnh là chính phủ dám nhìn nhận những hạn chế của mình và sẵn sàng thay đổi vì lợi ích của quốc gia. Hà Nội cần bắt đầu bằng việc cải cách pháp luật mở rộng quyền tự do báo chí, tự do hội họp và tự do bầu cử. Các cơ quan lập pháp và hành pháp cần được tái cấu trúc để đảm bảo sự giám sát và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống tư pháp phải được cải tổ để đảm bảo tính độc lập và công bằng nhằm bảo vệ quyền lợi của mọi công dân. Và đây là hình ông Tô Lâm và phu nhân Lên Đường đến Mỹ. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất đối mặt với thách thức trong việc cải cách chính trị nhiều quốc gia từ đông âu sau thời kỳ chiến tranh lạnh đến một số nước châu á đã trải qua những cải cách quan trọng và đạt được sự phát triển bền vững những nước này đã vượt qua những khó khăn về kinh tế và xã hội nhờ vào việc mở rộng quyền dân chủ và cải thiện tính minh bạch của chính phủ việt nam có thể học hỏi từ những bài học này đồng thời phát triển lộ trình dân chủ hóa phù hợp với bối cảnh của mình Bài phát biểu của ông Tô Lâm nhấn mạnh nhiều về quá khứ và các thành tựu đã đạt được trong quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng điều mà thế giới đang chờ đợi là một kế hoạch cho tương lai. Lộ trình dân chủ hóa của Việt Nam cần được thiết lập ngay từ bây giờ. Hà Nội cần nhìn nhận rằng, việc duy trì một hệ thống chính trị khép kín chỉ dẫn đến sự bất mãn trong nước và mất lòng tin từ quốc tế. Sự thay đổi là không thể tránh khỏi và cải cách chính trị là điều cần thiết nếu Việt Nam muốn thực sự hội nhập và phát triển trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Câu hỏi cấp bách hiện nay là đến bao giờ ông Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ biến những hứa hẹn về cải cách thành những hành động cụ thể đây? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm và nhu cầu cấp bách của cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.